Tập đội có những tín hiệu sự cởi mở dành cho lối chơi của Hà Nội. Cánh phải dành cho Trấn Cú To. Bóng gọt Trấn Cú To. Chuyền vào. Rất nguy hiểm. Tình huống trống trải nhưng đó lại là cú dứt điểm công thành dành cho cầu thủ Malaysia số 23. Tiền đạo cường tốc độ. Có lẽ tốc độ quá nhưng độ chính xác thì vẫn chưa. Đó là pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu này. Tiến này. Chiến của nó. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của FC anh em. Pha dứt điểm của số 16 Chiến Cú To. Mở tỷ số trận đấu này 1-0. Bóng đã bật vào mép dưới của xà ngang. Quế Đà đưa chuyền vào đánh đầu. Được sức ép của đối phương thì đã có tình huống đánh đầu. Nhưng đáng tiếc là không thành. Nó bị chắn, em phải zoom vào thì nó sẽ né được cây. Được không? Của các thủ bên phía FC Hà Nội này. Không lối việt vị của Chiến Cú To. Cầu thủ đá mở tỷ số. Cơ hội qua người. Thoát xuống rất tốt và tỷ số đã được nâng lên là 2-0 dành cho các thủ anh em. Cú đúp dành cho Chiến Cú To. Một thời điểm vàng dành cho trận đấu và đó là tình huống thoát xuống rất tay. Người bám biên miệng bài ở hành lang cánh phải. Vượt bài mê dâng cao và không có được những đường truyền tối ưu của các đội đã phần nào đó khiến cho các thủ FC 2012 cũng tỏ ra bóng banh ở cánh trái. Đặc biệt là khả năng rất nhạy của Chiến Cú To. Liệu có cơ hội dành cho David Sum. David Sum tới đây. Cú đá họ lên bóng đều là những kiểu như vậy. Tuy nhiên vẫn chưa thể có được sự hiệu quả. Pha nhấc chân hơi cao của Duy Hùng. Vẫn còn. Không vào. Cú đá tuyệt vời. Và thủ môn của các thủ FC 2012 vừa rồi cũng có một tình huống suýt chút nữa là có siêu phẩm và nâng tỷ số lên 3-0 dành cho các thủ anh em. Một pha nhồi bóng hỏng mà nó để tìm đến đúng vị trí của số 18 Tuấn bên phía anh em FC và ngay em ấy. Một cú đá đây rồi. Cuối cùng có pha làm bàn rút ngắn khoảng cách dành cho các cầu thủ của FC 2012. Một cú đá rất nhanh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này, có vẻ như đó là tình huống của Tuấn nhỏ. Pha bóng mà trước khung thành của các cầu thủ bên phía anh em FC vừa rồi có đến 4 cầu thủ áo đỏ đứng chờ sẵn. Và đây là một pha xử lý bóng sống rất đẹp. Đó là Tuấn. Phật bóng dài khá tốt. Hoa Nguyễn. Ngã, trọng tài nói không. Có lẽ là trọng tài sẽ nhận định đó là một tình huống vấp bóng của số 11. Ba là một trong hai cầu thủ đứng trước bóng. Ngoài ra thì còn có Dưỡng Lê. Đó là cú đá hơi cao của nhà xưa Bé Ba. Bóng đi vừa xa. Vẫn luôn là những sự ổn định dành cho tiền vệ số 10. Anh Dũng. Pha bóng rất nhanh, cường tốc độ. Có thể dứt điểm. Có vào. Tiếp tục là sự xuất sắc dành cho thủ môn của các cầu thủ bên phía FC 2012.
một lời khen ngợi dành cho. Một tình huống vừa rồi bóng cũng đã có chạm vào xà ngang. Một tình huống quá nhanh. Hợp lý, Trà Sữa Bé Bà đã di chuyển sau đường chuyền của Anh Dũng. Cơ đây! Tỷ số được nâng lên là 3-1. Lần này thì đã có tình huống sửa lòng thành công. Mạnh lưới của các cầu thủ FC2012 tiếp tục bị rung lên. Thật tiếc khi mà họ vẫn chưa thể đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thì lần này đối phương lại có bàn thắng để tiếp tục tiếp lập lại trạng thái dẫn trước 2 bàn sau 15 phút thi đấu của hiệp thứ hai. Cú đá này là quá có của Trà Sữa Bé Bà dành cho thủ thành Tý Ba Giòn. Mặc dù trước đó thủ thành Tý Ba Giòn cũng luôn có những pha phản xạ xuất sắc, nhưng bóng phải đi góc xa và tầm cao đâu có thể dễ. Đó là điều mà các cầu thủ phòng ngự bên phía FC2012 khẳng định. Cá sấu đi bóng như Messi, nhưng đến khi xử lý thì cuối cùng thì lại là hóa Lukaku. Biến hóa rất khôn lường. Cũng tranh hạng 3-4 và chung kết trong khuôn khổ một giải đấu sân bay. Quý vị nhớ chú ý xem, dừng lên! Tình huống bao xuống của Cường Tốc Độ chỉ khiến cho tình huống vừa rồi ghi bàn một cách chắc chắn mà thôi. Cũng phải dành lời khen ngợi cho Dũng Lê, cầu thủ Macia số 7 ở bên phía cánh phải. Tỷ số được nâng lên là 4-1 dành cho các thủ anh em FC. Đúng là chúng ta vẫn chưa thể có được một cuộc đội ngược dòng ngoạn mục mở tại thời điểm này. Và mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn cho FC2012. Khoảng cách ghi bàn vẫn còn dành cho cá sấu. Cá sấu liên tiếp có những pha qua người. Anh Nhi đã nói rồi, xoay sở lừa bóng thì rất là Messi, nhưng mà dứt điểm và xử lý cuối cùng thì rất là Lukaku. Cú đá chạy ra ngoài đâu khoảng tầm 5 thước. Quý thời gian không còn nhiều cho hai đội bóng. Người bị đau đó là Tường Ân, một trong những vị trí thi đấu rất nỗ lực trong buổi sáng hôm nay với hệ thống phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ. Nhà phòng có mặt trong hiệp đấu thứ hai. Khi anh có mặt ở hành lang, đó là những tiếng la và pha bóng vừa rồi. Bàn thuận cơi, tình huống đặt lòng ngay, nhưng đáng tiếc là pha bóng hỏng. Hội vừa đến dành cho cầu thủ Macia số 11 tiền đạo Văn Thuận của FC2012. Rất hiếm hoi những đường truyền dài và xé toang hệ thống phòng ngự của đối phương như vậy. Nhưng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến thời gian thi đấu chính thức của các cầu thủ anh em FC và các cầu thủ FC2012 trong buổi sáng ngày hôm nay tại sân bóng đá cây châm quyền cờ rô thì Long An. Tỷ số chung cuộc, sau đây Sơn Phương Châm. Tỷ số chung cuộc là 4-1 dành cho các cầu thủ của anh em FC. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau điểm đến vào lúc 14:30 chiều nay. Còn bây giờ tôi là anh Nhiên và anh em Kit, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.